Cổ Nhạc, huynh về rồi. Tiểu Muội. Ừ, nè. Muội chưa ngủ sao? Chưa ngủ, chờ huynh về. Lại đây ngồi đi. Ừ. Sao hôm nay muội tốt với huynh vậy? Bữa nào muội cũng tốt với huynh như vậy. Vừa cũng trải xong rồi à? Trải rồi, chờ huynh về ngủ. Nè, trà của huynh đó. Cổ Nhạc, muội đấm lưng cho huynh nha. Không. Không cần. Không cần đâu. Không cần. Không cần. Vậy muội rửa chân cho huynh. Nè. Cái này không cần. Nè. Tiểu muội, thôi đứng dậy đi. Huynh rửa đi. Tiểu muội, hôm nay muội làm sao vậy? Sao muội tốt với huynh vậy? Không có gì, muội dự định từ nay ngày nào cũng tốt với huynh. Huynh thấy sao? Đừng. Đừng làm vậy. Đừng làm vậy mà. Bằng không huynh sẽ cảm thấy không được thoải mái đâu. Giống như khúc gỗ, làm sao mà sưởi ấm đây? Mùi nói gì? Mùi không nói gì. Mệt quá, mùi đi ngủ. Phu quân, thiếp có hai câu này không được hiểu cho lắm. Nàng nói thử xem. Thần thông và diệu dụng xác nước, dơi chẻ củi đó. Hai câu này ý muốn nói là chúng ta đem sự tu tập để ở mọi phương diện trong sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như gánh nước nè, chẻ củi, vân vân, đều có thể coi là tu tập. Nói như vậy thì sự tu tập không nhất thiết phải vào trong chùa ở. Đương nhiên rồi. Nhưng ở trong chùa thì càng được tập trung, không bị phiền hà, yên tĩnh, càng lợi cho sự tu tập. Phu quân à, nhưng tại sao nhà Phật lại nói ở ngã tư đường dễ tu hành, tâm tĩnh tự nhiên tĩnh? Dĩ nhiên còn nói, nếu như con người khi tâm không được tịnh, ngồi ở trong nhà chê ồn ào, vào trong thâm sơn chê chim kêu, ngồi ở trong động chê côn trùng phá. Đương nhiên, đối với người có căn cơ mà nói, nơi phố thị ồn ào nhưng tâm bất động. Hai câu mà nàng vừa nói là của ai nói vậy? Sao ta nghĩ mãi không ra? Trong sách nói là của đệ tử ngài Mã Tổ Đạo Nhất mà chàng thường nói, tên là Bàn Uẩn. Bàn Uẩn gì đó? Đúng. Cư sĩ Bàn Uẩn đời Đường. Ông ấy là một người rất thành tựu, nhưng mà cả đời ông ấy không xuất gia. Không xuất gia mà cũng có thể thành tựu sao? Có. Trong lịch sử có rất nhiều, rất nhiều. Vậy tại sao huynh phải xuất gia? Cái này, người với người không giống nhau mà. Nói cũng phải, nhưng mà Bàn Uẩn cũng là một cách rất xứng đáng để chúng ta nương theo đó mà học tập. Đây mới là niềm vui thực tế mà. Đứa trẻ này suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Phu quốc. Ăn cơm hả? Con ngoài ăn và ngủ ra, không còn việc gì để làm sao? Con còn làm được gì chứ? Cổ Nham huynh lấy được vợ rồi thì quên mất huynh đệ, suốt ngày chẳng để ý tới con. Đi đi, bọn chúng ở đằng đó kìa, đến chơi với bọn chúng đi. Đi đi. Phu quân à, thế Bàn Uẩn có người thân hay không? Có. Bàn Uẩn, ông ấy có vợ, có con trai và con gái, cả nhà ông ta đều học Phật. Một gia đình có thể cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau tu tập thì hay biết mấy. Chuyện này... Quên. Phu quốc. Quý vị nói chuyện gì vậy? Họ nói một số chuyện Phật học, nhớ đề xuất gia hay không xuất gia. Phật học? Chẳng có chút hứng thú nào. Phu quốc, hai đứa mình đi chơi. Tỷ phải gọi đệ là tiểu thúc. Tại sao tôi phải kêu huynh là tiểu thúc? Đương nhiên là tiểu thúc rồi. Huynh đáng ghét. Cổ Nhàm huynh, Phu quốc ăn hiếp muội. Tỷ ăn hiếp đệ. Ăn hiếp ta. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Phu quân, ba canh hạt sen một nhĩ này còn nóng, chàng ăn đi.
Ngan, là nàng hả? Phu quân à, chàng đang chép gì vậy? Đang chép kinh Kim Cang. Mai mốt để muội và muội muội chép cho chàng, như thế chàng sẽ có thời gian nhiều để đọc sách đó. Vậy thì tốt quá, chép kinh cũng là có công đức, cũng là tu hành đó. Nè, chàng ăn chén canh hạt sen này đi, để thiếp chép giúp cho một đoạn. Được. Ngan à, nét chữ của nàng đẹp quá. Nhìn không ra, nàng dịu dàng hiền thục, tài sắc vẹn toàn. Nhưng mà lại bị phu quân chê đó. Sao nàng nói vậy? Chẳng phải ta có chế xuất gia sao? Thiệp chỉ nói đùa thôi. Nào phu quân, chàng uống chén canh hạ sen này đi. Nè, đây. Nhanh lên, Đàm Chánh Thanh ra đây. Đại nhân. Đàm Chánh Thanh, ngươi nghe đây, Đàm Sĩ Kỳ con trai ngươi tham gia quân Thái Bình là quân địch của nước Đại Thanh. Cái gì? Một năm trước đây tiểu tử bỏ nhà ra đi, lão phu thật sự không biết nó tham gia quân Thái Bình đâu. Nếu như chẳng phải Tiêu đại nhân bảo đảm, ngươi hoàn toàn không biết gì, e rằng cả nhà ngươi đều phải bị xử trảm. Triều đình thấy ngươi không biết đội tình nên miễn tội chết cho ngươi, nhưng ngươi là mệnh quan triều đình, không biết dạy con nên đáng bị phạt. Ngươi đâu? Có. Miễn phát tất cả bổng lộc lương quan cho Đàm Chánh Thanh, cho làm thường dân, tất cả tài sản nộp vào kho nhà nước. Nhanh. Ông quan đại nhân à, con trai tôi tham gia quân Thái Bình có bằng chứng gì chứ? Coi đi, con trai của ngươi còn là một tên tay chân của quân Thái Bình. Một tháng trước, đám quân của quân Thái Bình bị tướng quân bao vây, tất cả đã bị chôn dưới đảo Long Sơn. Ý ngài muốn nói con trai tôi nó đã chết rồi à? Lục soát đi. Biển quan chìm nổi, vận mệnh biến đổi, điều này chúng ta khó mà đoán trước được. Đàm đại nhân, xin ngài đừng quá lo buồn. Nếu không có Tiêu đại nhân bảo lãnh, cả nhà tôi e rằng đều trở thành ma dưới đao rồi. Xin nhận của Đàm mổ một lại. Ngài xui xa, không được làm như vậy. Đến nước này cũng có thể coi là trong rủi còn có may mà. Không biết ngài xui xa có dự định gì? Còn có dự định gì chứ? Con trai chết rồi, nhà cũng bị tịch thu, tôi chỉ còn cách về quê Hồ Nam trồng trọt chờ chết thôi. Ngài xui gia không cần phải bi quan như vậy. Nhân sanh vô thường, không khéo tương lai vẫn còn có ngày vinh hoa phú quý đó chứ. Tiêu đại nhân không cần phải an ủi tôi đâu, tất cả đã hết rồi, còn mong cầu tương lai gì nữa. Tiểu nữ phải nhờ con trong nom, nó trẻ người non dạ, sau này mong con thông cảm cho nó. Cổ Nham huynh, nhạc phụ yên tâm, xin cứ yên tâm, con người đã khỏe mạnh như vậy,
sao chớp mắt đã biến mất trên thế gian này? Trong đại thiên thế giới, con người sao mà nhỏ bé quá vậy? Sĩ Kỳ huynh chết rồi. Chết rồi huynh ấy sẽ đi đâu? Ta không thể chờ đợi được nữa. Ta phải xuất gia tu tập. Liệt tổ liệt tông của nhà họ Tiêu, Tiêu của nham con, nói dỗi bạch mạng của tổ tông, ân dưỡng dục của cha mẹ, lẽ ra phải tiếp nói hương khói, làm rạng rỡ gia phong. Nhưng mà con cảm thấy thất tình lục dục y như nhà lửa, hồng trần cuồn cuộn giống như hư quyển vậy. Do đó con quyết định xuất gia tu đạo để cầu con đường giải thoát. Con xin liệt tổ liệt tông tha lỗi cho. Huynh à, có manh mối rồi. Chuyện gì đó? Chẳng phải huynh kêu đệ thăm dò một cái chùa xa một chút sao? Nhỏ tí một chút, kiếm ra rồi hả? Xa lắm á. Để nói huynh nghe, người nhà tuyệt đối không tìm ra đâu. Vậy thì hay quá. Phải rồi huynh, huynh thật sự suy nghĩ kỹ muốn xuất gia thiệt sao? Đệ thì không nghĩ ra. Xuất gia thật sự là tốt vậy hả? Đệ không biết đó. Xuất gia có thể giải trừ tất cả phiền não, được đại tự tại, được đại quan hỷ. Hay như vậy á, đệ cũng muốn cùng huynh xuất gia luôn. Như vậy không được đâu. Họ Tiêu nhà ta chỉ còn lại có hai huynh đệ mình. Nếu như đệ cũng xuất gia, đệ nghĩ coi, hương khói nhà họ Tiêu sẽ bị đoạn tuyệt mất thôi. Không được, không được. Đệ hiểu rồi. Huynh ở bên ngoài cầu được tự tại, cầu được vui sướng, đem trách nhiệm nặng nề đè lên vai của đệ, đúng không? Trên cuộc đời này làm gì có lý lẽ như vậy chứ. Ê, đệ hiểu cái gì chứ? Xuất gia là việc làm của đại trượng phu, còn đệ không hề có một chút tư tưởng chuẩn bị, không được đâu. Bây giờ huynh nói chẳng phải đệ đã có tâm chuẩn bị rồi sao? Đệ nói huynh biết nha, nếu đi thì chúng ta cùng nhau đi, bằng không đệ sẽ nói cho bá phụ biết, đến khi đó chẳng ai được. Đệ đừng có làm liều nữa. Anh à, nè, nghỉ một chút đi, nè uống thuốc đi. Cha để thuốc ở đầu giường thiếp, thiếp sắp chép xong rồi. Phu quân, cha về nghỉ ngơi trước đi. Sao nàng lại ho ra máu nữa rồi? Mấy ngày nay gặp phải phong hàn, chỉ là bệnh cũ tái phát lại thôi. Thôi đi, thôi đi, đừng chép nữa, đừng chép nữa. Không được, không được. Sao nàng lại cố chấp như vậy chứ? Sao phải làm không biết đến ngày đêm như vậy chứ? Phu quân đã từng nói rằng đời người khổ nhiều mới sớm đã chết. Nếu như tiếp không giết thì không còn kịp nữa. Nga nè, chén thuốc này nào uống đi. Cảm ơn phu quân. Từ từ thôi. Từ từ uống, từ từ thôi. Có đắng không? Đắng. Nhưng mà phu quân đã chỉ thiếp mà nấu thuốc, có đắng nữa thiếp cũng phải uống. Phu quân làm sao vậy? Không sao đâu. Vừa rồi khi nấu thuốc đã bị bụi ba vào mắt đó. Nào, để thiếp thổi cho. Không sao. Để thiếp thổi cho mà. Khỏi chưa? Khỏi rồi. Phu quân, Nga Anh muốn cầu xin chàng một việc. Nàng nói đi. Nào phu quân, chàng ngồi đi. Nga Anh muốn đêm nay phu quân cùng thiếp
ngủ chung một giường có được không? Không, không, chúng ta đã nói rồi. Phu quân. Không. Phu quân, thiếp và chàng nên vợ nên chồng đã 2 năm rồi, chưa bao giờ thiếp có yêu cầu gì, bất cứ điều gì với chàng. Nhưng mà đêm nay không cùng, xin chàng hãy nể tình 2 năm chúng ta giữ tròn lời hứa mà bằng lòng với thiếp lời thỉnh cầu này. Nga anh à, tại sao nàng phải làm như vậy? Thiếp muốn để lại đời sau cho chàng. Thiếp muốn để họ tiêu con người hương khói. Đây cũng là lần thỉnh cầu cuối cùng của thiếp, xin chàng hãy bằng lòng. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng, tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Quynh à, mau đi thôi, trời sắp sáng rồi. Quynh à, để ra ngoài trước nha. Cố Nham Quynh, chờ một chút. Nga, nàng chưa ngủ sao? Đây là gói hành lý mà thiếp đã chuẩn bị cho phu quân. Nàng biết ta sắp đi sao? Nỗi đau lớn không gì bằng trái tim chết. Phu quân đi đường nên cẩn thận. Nga anh, món nợ tình này lại cả trăm lại, cô không thể bù đắp được tội lỗi của Tiêu Cổ Nham ta. Đi đi, đi đi. Mau lên. Mau lên. Cha, mẹ, Cổ Nham Quynh về Phú Quốc trốn đi rồi. Có chuyện gì vậy? Con cũng không biết. Quynh ấy để lại cho con một lá thư, chắc chắn là đi xuất gia. Nghe anh tỷ, con biết chồng con muốn trốn đi không? Con biết. Sao con không giữ nó lại, mau kêu người đuổi theo. Cha, đừng uống công nữa. Từ nay về sau, không còn ai có thể lưu giữ được tâm của chàng đâu.
Huynh à, huynh lại lên đi. Lại ngược lại. Hey, thay bộ đồ để này lên. Đã nè, thay bộ đồ này đã. Phải nói nữa, thay đi. Thay làm gì chứ? Trời ơi, trên người chúng ta đang bận quần áo của nhà quan lại, như vậy á rất dễ để người ta đuổi theo á. Nè, đúng rồi, không ngờ để có gì muốn kế như vậy. Còn phải nói nữa, nè, mau mau. Ở lỗ gia à, trong thành Tiền Châu có mấy ngôi chùa đều đã tìm qua rồi, nhưng không thấy thiếu gia đâu cả. Cái gì? Lão gia, mấy con đường lớn ở ngoài thành cũng không tìm thấy. Tất cả tu viện trong nội ngoại thành đều lục hết cho ta, đều tìm hết cho ta. Nếu phát hiện ra thằng kinh tử này, nếu cần trói cũng phải trói nó về đây cho ta. Nói dạ, chưa? Dạ. Gì Quân? Đó? Hả? Đi bên này, ở bên đường này núi, hả? Đường núi. Sư phụ. Lão sư phụ, trời nắng to như vậy mà vẫn phơi đồ khô hả? Trời nắng không phơi, đợi trời mưa rồi phơi sao? Sư phụ à, ngài là trụ trì của chùa này hả? Thầy ấy đang bận. Thầy ấy đang bận phơi gì? Phơi đồ khô. Xin sư phụ vẫn còn làm đệ tử, đồ cho xuất gia. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy nói chuyện nghe rõ hơn. Muốn xuất gia hay vì là con nhà giàu có, cảm thấy chùa chiền là nơi mới lạ, xuất gia rất vui chứ gì. Trước lão hiểu lầm rồi, quý đệ con bỏ nhà đi 3-4 ngày nay rồi, ăn gió ngủ sương, thành tâm quy y cứu Phật, tuyệt không đùa giỡn. Vì sao lại muốn xuất gia? Giận cha giận mẹ, nhất thời không lối thoát, hay muốn thoát ly trách nhiệm với xã hội, bi quan chán đời? Dạ không phải. Đệ tử xuất gia, một là muốn liễu sanh thoát tử, hai là gì để cứu độ chúng sanh, ba là để tiếp nối mạng mạch Phật pháp. Khẩu khí lớn quá. Ở đây không có Phật pháp để học, chỉ biết tụng kinh lại Phật, cuốc đất trồng trọt. Muốn học Phật pháp thì đi chỗ khác đi. Sư phụ à, câu sư nổi tiếng đạo phong nghiêm túc, tu hành như pháp, sao lại không có Phật pháp để mà học chứ? Lão sư phụ từ bi, nhận kiếm con làm đệ tử quy y Phật tổ. Tin hay không tùy ngươi. Trưởng lão Diệu Liên hiện đang nhập thất, ta lại không nhận đệ tử, xin về đi. Nếu trưởng lão không bằng lòng, con sẽ quỳ cho gãy hai chân cho tới hết hơi. Dạ đúng. Muốn quỳ thì đến chỗ khác mà quỳ, ta còn phải phơi đồ khô nữa. Lão sư phụ đừng làm vậy mà. Đi đi. Huynh à, lão hòa thượng này sao lại như vậy chứ, không hề có chút tâm từ bi. Lần này thì tiêu rồi, ngay cả tiền để trở về cũng không có, làm sao mà về đây? Huynh sẽ không về đâu, muốn về thì lại cứ về đi. Nhưng mà người ta không có nhận mình, hay là chúng ta đến chùa khác thử xem. Quỳnh nghĩ chùa nào cũng vậy thôi, xuất gia là việc làm của đại trượng phu, trừ phi đạo tâm kiên cố chưa được thử thách, bằng không sẽ chẳng ai chịu nhận mình đâu. Làm thế nào để cho người ta biết được đạo tâm của chúng ta kiên cố, chịu đựng được thử thách chứ? Đi. Ê Quỳnh, 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 Quỳnh làm gì vậy? Chúng ta sẽ quỳ ở trước cổng chùa. Quỳ? Ý trời, Quỳnh à. Nếu thầy công nhận chúng ta không đứng dậy. Ê trời, Quỳnh à, bụng của em đang đói nè, chẳng chưa ăn cơm mà. Quỳnh, Quỳnh. Ê trời ơi. Quỳnh à, hay là chúng ta tìm chút gì ăn cho no bụng đi, sẽ có tinh thần, khi đó chúng ta quỳ cũng không bụng mà, đúng không? Quỳnh à, đứng dậy đi. Đứng dậy đi mà. Thuốc này đắng thiệt. Những người phái đi thăm dò đều trở về hết rồi hả? Bẩm lão gia, đều trở về rồi. Tiền Châu không có thì đi đến nơi khác tìm xem sao. Hay là gửi cho vị lão gia thêm một bức thư nữa hỏi xem. Qua một thời gian nữa rồi hãy tính. Trời đất mẹ ơi, cuối cùng thì cũng đóng cửa rồi. Quỳnh, mau đứng dậy đi, trời tối sẽ chẳng có ai nhìn thấy đâu. Quỳnh.
trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Oh,